anh chị. Hôm nay tôi sẽ đến thế giới bản Sài Gòn sẽ hướng dẫn các anh chị lắp đặt bản đính đăng ký GA. Sau đây là cách lắp đặt. Đầu tiên chúng ta xác định được cái bản mình là kích thước chiều ngang là bao nhiêu, chiều dọc là bao nhiêu. Hiện mình đang có là cái bản kích thước là 8m2. Thế thì bước thứ hai là mình sẽ xác định từ cái điểm đầu tiên. Bắt đầu điểm đầu tiên mình sẽ lấy dấu, mình muốn lắp đặt từ bản đầu tiên đến chỗ nào mình sẽ lấy dấu lại. Mình sẽ đây mình sẽ đo là 1m2, điểm cuối cùng là 1m2 đây. Tiếp sau đó mình sẽ đo từ khoảng cách đầu tiên vào trong đây là bao nhiêu. Thế thì muốn lấy từ khoảng cách đầu tiên từ gạch bảng đầu bảng đến cái vị trí bán đầu tiên thì mình sẽ lấy như thế nào, thì mình phải đo từ cái khoảng cách chiều này đến cái điểm đầu tiên của bác là ở đây mình có đang là 21. Thế thì mình sẽ làm dấu từ cái điểm đầu tiên vào đây là 21. Tương tự mình sẽ có cái điểm thứ hai, cái bát thứ hai là từ cũng là từ bắt đầu từ chiều mét 2 trở vào là 21. Tiếp sau đó mình sẽ đo, mình sẽ lấy đỉnh bảng. Đỉnh bảng là như thế nào? Đỉnh bảng có nghĩa là tổng chiều cao của bảng từ trên khi lắp đặt vào nó sẽ là bao nhiêu. Thì ở đây mình muốn cái tổng chiều cao của bảng là 1m8. Thế thì mình sẽ đo từ khoảng cách dưới nền sàn lên 1m8. Mình làm dấu lại. Thì tiếp sau đó mình sẽ lấy được cái vị trí của cái bát đầu tiên như thế nào. Thì từ đây vô đây là mình sẽ lấy là 21 rồi. Thì tức thì từ trên đây xuống của mình là đang, mình sẽ đo lại cái cạnh bản với hai xuống và đây nó đang là 15. Thì mình lấy ngay chỗ, mình lấy từ cái cạnh bản này xuống ngay chỗ cái mí đầu tiên trong này là 15, chứ mình không lấy cái mí ngoài nha. Tiếp sau đó mình sẽ đo từ cái khoảng cách mét 8 xuống là 15, mình sẽ làm dấu lại. Một cách khác nữa thì mình sẽ lấy 1m8 trừ đi 15, tức mình sẽ đo từ cái sàn nhà, mình sẽ đo từ sàn nhà lên tới cái điểm đầu tiên là 15, đó có nghĩa là 165, mình sẽ làm dấu lại. Tiếp sau đó là chúng ta sẽ lấy một cái điểm đầu tiên của gạch để ta lấy cái điểm thứ hai. Khoảng cách này là tùy theo cái bát của mình là cái bát như thế này. Cái bát như thế này, mình sẽ nhắm cái độ dài của cái bát này như thế nào và mình sẽ lấy cái khoảng cách từ cái điểm đỉnh đầu tiên này ra cái điểm này cho thích hợp để mình kê cho nó cân bằng từ đây qua đây. Nhớ là các bạn lấy từ cái điểm đầu tiên để vô phía trong phần bản chứ không lấy từ điểm đầu tiên ra ngoài phần bản. Tiếp sau đó là chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt cái bát thứ hai. Thì cái bát thứ hai thì nó sẽ tương xứng với như thế này. Chúng ta sẽ đo lại cái khoảng cách của từ cái bát đầu tiên xuống bát thứ hai bao nhiêu, chúng ta sẽ làm dấu lại. Ở đây mình có là khoảng cách đầu tiên xuống khoảng cách thứ hai là 49.5. Thế thì mình sẽ đo từ cái khoảng điểm đầu tiên này xuống cái bát thứ hai là bao nhiêu thì mình sẽ đo là 49.5, mình sẽ làm dấu lại ngay đây. Và cũng tương tự như vậy, mình sẽ đo cái điểm đầu tiên này vô đây khoảng sao cho nó phù hợp với cái bát. Bên này cũng vậy. Thế thì mình đã có được 4 điểm trên mặt bảng, 4 điểm bắt bát tương đương với lại 4 điểm trong này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành khoan lỗ. Khi khoan lỗ thì chúng ta sẽ có một cái điểm chú ý như thế này. Điểm chú ý là khi mà chúng ta đưa cái bát lên khoan lỗ thì chúng ta cần phải khoan lỗ trước như thế này. Khi khoan lỗ xong rồi á thì chúng ta sẽ bắt đầu để đo điểm cái đầu tiên, đo từ cái điểm bắt đầu tiên xuống tới cái vị trí lỗ mình là bao nhiêu. Chúng ta sẽ làm dấu lại để ta bắt bát vào. Thì ở đây mình đã bắt mình sẽ khoan lỗ sẵn rồi, thì từ cái điểm đầu tiên xuống điểm khoan lỗ nó tương xứng với cái điểm từ cái mí đầu tiên của mình, cái bát đầu tiên của mình, cái đỉnh đầu tiên của mình xuống cái khoan lỗ của mình. Tương tự tất cả các cái bát sau cũng như vậy. Sau tiến hành khoan lỗ,
sau khi phân lỗ xong thì các bạn sẽ chú ý được cái phần mình bắt tác nó có thẳng hàng hay chưa. Như vị trí như cái bát như thế này thì mình cảm thấy nó xéo như vậy thì mình sẽ chỉnh lại sao cho nó thẳng hàng. Thì mình chỉnh lại thẳng hàng xong khi đó mình sẽ bắt lại chỉnh này thẳng hàng với cái bát như thế này. Sau khi chúng ta đã kiểm tra tất cả các bát đã được lắp thẳng hàng thì chúng ta tiến hành lắp bảng lên. Chúng ta sẽ dùng không thì chúng ta sẽ dùng hai người để lắp bảng này lên. Các bạn nhìn vào vị trí và sẽ biết vị trí lắp bảng, để từ trên cao xuống gài lại. Sau khi lắp bảng lên thì bảng nó sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành xong thì các bạn sẽ kiểm tra lại các góc cạnh ở độ dung nó có hay không, ở có không, và cái kích thước ở đây qua có xuyên hay không. Nếu mà xuyên qua thì chúng ta có thể để dùng một miếng cạc tông để chia một đầu lên cho nó bằng, hoặc là sửa lại bát. Thế thì cái phần lắp đặt đã hoàn thành xong. Các bạn chú ý cho mình một vấn đề nhỏ như thế này: khi mà mình lắp tường thật cao á thì mình sẽ ưu tiên dùng tắc kê như thế này nhé, tắc kê nở hoặc là tắc kê bớm. Nếu mà dùng tường gạch mình sẽ dùng cái tắc kê này. Sau đây là cái bảng lắp đặt mình đã xong. Cảm ơn tất cả các bạn.